Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với Thế Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho em những chiếc củ mic đến từ thương hiệu Sennheiser nhá. Rất nhiều anh em có yêu cầu là bên em giới thiệu những dòng củ mic chất lượng. Thì đây em sẽ giới thiệu cho anh em một dòng củ mic có thể nói là chất lượng nhất cho anh em. Một thương hiệu Sennheiser đến từ Đức. Và đây hàng củ chất lượng Made in Germany cho anh em, cực kỳ là chất lượng nhá. Chỉ dùng cho những bộ mic Sennheiser cao cấp. Và ngày hôm nay sẽ giảm giá cho anh em về, và sẽ giảm giá ngay cho các bác về nhà thay nâng cấp những bộ mic không dây hoặc những chiếc mic có dây để anh em mua về nâng cấp nhá. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh chưa nay thì hoan hỉ cho bên em xin một like đi ạ. Anh em nào chưa đăng ký kênh nhá, theo dõi video cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Audio. Đây, giới thiệu ngay cho các bác này những cổ mic dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Sennheiser, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Anh em nào biết đến mic Sennheiser đều biết rồi, tiếng cực kỳ hay và không thể bỏ qua được những chiếc củ mic này. Củ mic này sẽ giúp cho anh em thu tiếng cũng như là lọc các cái tạp âm cực kỳ là tốt, ra đầy đủ ba giải cho anh em. Là những củ mic này cực kỳ quan trọng để ra một cái bộ mic hay hay không, là củ mic quyết định cực kỳ là nhiều. Và ngày hôm nay đây, dòng củ mic chất lượng Sennheiser đây, đến từ Made in Germany, hàng sản xuất tại Đức luôn cho anh em nhé, cực kỳ chất lượng. Đấy, và em đã đây test cho anh em thử rồi. Em vừa đã thay củ và một chiếc mic có dây này. Em sẽ alo cho anh em nghe tiếng mic nhá. Sau đó sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em và báo cho em một mức giá cực kỳ là tốt để anh em có cơ hội sở hữu cũng như mua về nâng cấp những bộ mic không dây hoặc là những thay cho những cái chiếc mic có dây như này. Ok, em bật lên em alo cho anh em nhá. Nên 7 8 9 10 9 10, nên 6 7 8 9 10, mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay, một mình lặng lẽ thấy màu áo mới vì em. 7 8 9 10 10. Anh em nghe nhá, nghe tiếng mic của nó cực kỳ là hay nhá, đầy đủ ba giải và quan trọng nhất là tiếng rất là hay cũng như là độ hút tiếng cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy, với thiết kế của đây mic Sennheiser rất là đơn giản nhá. Trên này là cái thu mic này. Đấy, cái màng âm thanh để lọc các tạp âm cũng như là lọc các tiếng vào tạp bụi cho anh em. Bên trong là cấu tạo của thu mic. Và dưới này, anh em nhiều anh em có hỏi là có thay dễ dàng không thì em giới thiệu luôn cho anh em nhá. Dưới này nó sẽ có hai cực. Anh em nhìn thấy đỏ là cực anh em hàn dây đỏ. Còn không có gì thì anh em hàn dây đen. Đấy, thường mic nó sẽ có một dây đỏ, dây đen thì anh em chỉ cần một cái que hàn thôi. Anh em máy hàn anh em hàn dây đỏ vào đây, dây đen vào đây và sau đó là lắp vào là được. Đấy, gần như là sẽ vừa hết cho anh em. Những chiếc mic có dây không dây gần như là vừa hết. Hoặc là khi mà anh em lắp thì có lọc một chút, anh em có thể đệm một chút cao su. Rất là đơn giản với anh em. Về cấu tạo cũng như là về cách thay thế cực kỳ đơn giản. Đấy, quan trọng nhất là chất âm của nó mang lại. Thay cho những chiếc mic ví dụ như là những chiếc mic có dây anh em đã sử dụng lâu rồi, hoặc là bộ mic không dây anh em không được hay, thì anh em có thể thay những củ mic này, nó sẽ giúp cải thiện chất âm cực kỳ là nhiều cho anh em nhé. Cải thiện, cam kết anh em là cải thiện rất là nhiều. Anh em về nhà mua về nếu mà thay không cải thiện chất âm nhá, trả lại em sẽ thu lại cho anh em, yên tâm. Đấy, không dám cam kết anh em không cải thiện chất âm cho những chiếc mic có dây hoặc là không dây, bộ mic không dây của anh em thì trả lại Thế Audio. Đấy, và ngày hôm nay em về được cho anh em 10 củ thôi, 10 củ Sennheiser. Thật sự anh em củ này ngoài thị trường cực kỳ đắt nên em chỉ dám nhập về 10 củ để giới thiệu cho anh em. Xem anh em có ok không thì em sẽ nhập tiếp để bán cho anh em. Và bán cho em một mức giá cực kỳ là tốt. Đấy, gần như bán cho các bác là khách hàng thân thiết của Thế Audio ấy. Thì em về nhà nâng cấp thay thế thôi, chứ em cũng không lãi lời gì dòng này cả. Thật sự anh em lãi rất là ít để gần như là đủ tiền nhập về thôi. Đấy, những bộ mic, những củ mic Sennheiser Made in Germany cực kỳ là chất lượng, giúp nâng cấp về tiếng của những bộ mic có dây không dây nhá. Giá cực kỳ tốt cho anh em, chỉ có 350.000 một củ này. Đấy, 350.000 một củ được bao ship cho anh em. Đấy, ok chưa? 350.000 một củ bao ship cho anh em. Anh em mua 2 củ nhá, để cho anh em 700.000 bao ship cho anh em. Ok chưa? 2 củ 700.000 bao ship cho anh em. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đấy, anh em có thể là hàn trực tiếp, hoặc là anh em về không có điều kiện hàn luôn thì em sẽ cam kết anh em là thay đổi chất âm. Chỉ có 350.000 một củ bao ship nhá. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Ok ạ. Xin cảm ơn anh em.